Mọi người chắc hẳn là đã nghe rất nhiều chuyện về người yêu cũ mặt dày, nhưng hôm nay em xin phép được kể về câu chuyện mập mờ cũ vô cùng mặt dày của đứa bạn em. Mập mờ cũ của bạn em tên là Hải, lớn hơn đứa bạn em 3 tuổi. Trước đây Hải và bạn ấy có quen biết nhau, sau một khoảng thời gian thì bạn em có thích thật lòng Hải, dành hết tình cảm cho Hải. Hải biết nhưng chỉ muốn dừng lại ở mức mập mờ, vì biết bạn em thích thật lòng nên Hải rất nhiều lần chơi trò mèo vờn chuột, gieo hy vọng cho con bạn của em, khiến nó phải buồn bã rất nhiều. Chưa dừng lại ở đó, thằng này còn nhiều lần lợi dụng tình cảm của bạn em, đòi ôm hôn nắm tay nhưng bạn em đều từ chối vì biết cả hai chưa là gì của nhau có lần hải còn cưỡng hôn đứa bạn em qua khẩu trang khi bạn ấy chưa đồng ý hành xử như vậy cũng chỉ để gieo hy vọng không những thế trong lúc mập mờ với bạn em hải còn dây dưa và gieo hy vọng cho những bạn nữ khác có khi là đi chơi tối với các bạn nữ đó nữa Thậm chí là Hải dây dưa đến người yêu cũ mà con bạn em nó lụy giả mang Lúc ấy em đúng kiểu bất lực, khuyên mãi cũng không được nên em cũng nản Chơi đùa tình cảm với bạn em trong vòng 3 năm thì bạn em nó cũng bắt đầu giác ngộ rồi Cuối cùng nó cũng dứt ra được mối quan hệ độc hại ấy Đến một thời gian sau thì bạn của em có người yêu mới Cứ tưởng tình yêu ấy sẽ êm đềm nhưng không Hải vẫn thi thoảng mặt dày inbox nói lại tình xưa với bạn em Bỗng nhiên một ngày Hải thả tim các bài viết Trong trang cá nhân của bạn em Mà thằng này thì mặt dày lắm mọi người à Bạn em nói không là gì của nhau nữa Thì buông tha cho nhau đi Và nói rõ bạn ấy đã có cuộc sống riêng rồi Nói thế rồi nhưng mà nó không có chịu tin Nó bảo là con bạn em có người yêu mới Để quên nó Chẳng lẽ không tìm được mối nào tốt hơn Nên quay về đây nói lại tình xưa Với đứa bạn em cùng thái độ tự mãn à Thằng Hải này còn nói rằng Thi thoảng vẫn nhớ đứa bạn của em cơ Mặt dày hơn cái thức nồi bạn em vẫn khẳng định lại là đã có người yêu và muốn giữ khoảng cách. Thằng Hải thì không tin rằng bạn em đã có người yêu vì chưa thấy công khai. Bạn em trả lời rằng cần gì công khai trên mạng, trong khi bạn ấy công khai ngoài đời rồi. Mà thằng này đầu óc có vấn đề, nó cố chấp không tin, còn nhắn khiêu khích bạn em là công khai mà mắc cái méo gì bạn em phải làm theo ý nó. Hai hước nữa là thằng này đến nhà con bạn em để gặp bố mẹ nó luôn. Chắc nó không biết là chuyện gì con bạn em cũng nói với bố mẹ nó, kể cả chuyện gặp ai quen ai. Thế là thằng hãm này qua nhà, tỏ ra thân thiết nịnh nọt, rồi nói những lời như là em ấy giận cháu lâu quá, đã vậy em còn nói dối cháu là em có người yêu rồi. Các bác cũng biết bây giờ người chân thành rất ít, cháu thật lòng với em. Bố mẹ nói lại với nó xong thì nó chỉ có nước ôm bụng cười. Sau đấy bố mẹ nó mới đứng dậy chửi thẳng mặt nó luôn. Thằng này bị chửi không kịp phút mặt luôn mà xong còn bị bố nó cầm chổi đuổi ra khỏi nhà trước con mắt hàng xóm bạn em về nghe được chuyện thì nhắn tin nói hải tự giác đừng làm phiền bạn ấy nữa thì hải trả lời kiểu mỉa mai rằng anh biết em đang trách anh anh cũng biết là em còn yêu anh lắm nên anh đã quay lại nhắn tin với em nhiệt tình như vậy còn gì không thì anh mời em và người yêu đi cà phê nói chuyện em chỉ cần giới thiệu anh là bạn em là được còn em đến đó chứng minh người kia là bạn trai em thì anh mới tin cơ Ủa bộ thằng này nó yêu lên nó khùng vậy luôn hả ta Kiểu chưa bao giờ em thấy thằng nào nó bệnh vậy luôn á Thế là con bạn em mới mách người yêu nó Ôi người yêu nó dân chạy S mà Chạy luôn S bốc phốt thằng này lăng nhăng Có mới nói cũ bám con gái người ta Trong khi họ đã có bồ rồi Muốn chen chân làm tiểu tam Mặt dày khốn nạn Thế là bị bạn bè xung quanh xỉ vả Bố mẹ cũng biết chuyện mà bảo nó bỏ đi làm người Thằng này sau đó cũng chặn hết tài khoản mạng xã hội Không còn làm phiền con bé nữa Dù mất tiền ads nhưng mà nó đã Vừa lòng em lắm Biết được sự thật của em mà mình không sao vui được Em phải xử lý tình huống ái âm này như thế nào đây mọi người ơi Chuyện là mình với Hồng yêu nhau được 9 tháng nay rồi hai đứa khá hợp nhau vì mình là người ít nói ruột rè trong tình yêu trong khi hồng lại là cô bé rất là chủ động làm quen sẵn sàng làm mọi thứ về người yêu và cũng rất là khéo léo ngoan ngoãn thiệt á mình thực sự rất là yêu quý mấy luôn sau một khoảng thời gian cân nhắc thì mình quyết định là đưa em về gặp nhà bố mẹ của mình hồng vui vẻ đồng ý liền hôm đó hồng gặp mẹ mình trước mình vẫn như thế nói chuyện rất khéo lại còn vào bếp cùng mẹ chuẩn bị bữa tối cho cả nhà nữa chứ đời đơn lúc sau thì bố mình cũng về Vừa nhìn thấy bố thì Hồng liền đơ người rồi lắp bắp chào hỏi chứ. Chào -ch 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 bác ạ, à, à, cháu là bạn của anh Quốc nhà mình ạ. À. Bố mình mặt nghiêm nghị chỉ hắn giọng một cái rồi đi lên trên phòng thay đồ. Mình nghĩ là chắc có lẽ bố mình có chút khó tính cho nên mới vậy thôi, chứ không có chuyện gì to tác đâu. Rồi khi ngồi ăn cơm, Hồng muốn trở nên rụt rè, ít nói hơn. Em ấy vẫn cố gắng trò chuyện và kịch nối với cả nhà nhưng mà trong khi đó thì vẫn có chút không tự nhiên như trước đó mọi người mình cho em cảm thấy ngột ngạt cho nên dùng pha trò khá nhiều để bộ không khí được thoải mái nhớ rồi buổi ra mắt rất là suôn sẻ nha mình về nhà và hỏi em chứ sao nhìn thấy bố anh mà em căng thẳng dữ vậy Hồng chỉ trả lời à, do nhìn bố anh có vẻ hơi khó nên là em có chút lo lắng thôi chứ không có gì đâu ạ à. sau hôm đó mình cũng xác định là sẽ kết hôn với em và đang chuẩn bị mọi công đoạn từ cầu hôn đến tổ chức lễ cưới và hôm đó, khi mà Hồng đang tắm và nhờ lấy khăn, em có đưa cho em á và nhìn thấy được trên người em có một hình xăm mà trước giờ mình chưa bao giờ thấy luôn. Mình có chút tò mò nên cố tình mở cửa, đi vào phòng tắm và ôm lấy em để nhìn hình xăm đó. Mình bắt đầu có chút hoảng hốt vì hình xăm đó là chữ ký của bố mình mà trời. Tại sao nó được xăm trên người của em và em cũng đã giấu mình suốt 9 tháng yêu nhau vừa qua hả trời? Mình bắt đầu nảy sinh nghi ngờ và để chuyện này không bị lộ cho nên mình đã im lặng điều tra đó mọi người mọi người biết sao không? hóa ra hồng đã từng làm sugar baby khi học đại học để kiếm tiền và bố mình một trong những khách hàng lâu năm nhất của em hết đại học em có làm thêm một năm nữa rồi nghỉ bởi vì vậy á mà thời đi học em rất là sung túc đầy đủ chẳng phải lo nghĩ gì trơn điều tra đến đây thôi mà mình chết lặng rồi đó hồng đã lừa dối mình như vậy đó mọi người làm sao mình có thể chấp nhận thân phận được chứ thế là mình phi qua công ty của bố đứng ngoài phòng thì nghe được câu chuyện của bố với hồng Tại sao cô lại xuất hiện với tư cách là bạn gái thằng Quốc như vậy? Cô đã thấy tôi rồi, cô còn biết ngại hay sao? Cô nên chia tay với nó trước khi tôi phanh phui cái hợp đồng của cô ra nha. Hồng cũng chẳng ngần ngại đáp lại. Ông cứ làm đi, ông nên nhớ là ông có vợ con rồi mà vẫn đi nuôi gái bên ngoài đó nha. Không thể mình tôi sai được, tôi sẽ làm con dâu của ông. Tôi yêu anh Quốc, ông đừng làm hỏng chuyện của tôi nha. Có bị lộ thì cũng đẹp mặt cả hai thôi. <laughs> rồi bố mình cười nhạt. Cô cứ thoải mái nói ra, dù gì cũng đến lúc thằng Quốc phải biết chuyện bố mẹ nó hết thương yêu nhau rồi. Sống vì trách nhiệm thôi. Mẹ nó nuôi trai, thì tại sao tôi không được nuôi gái? <laughs> cô mới là loại đáng khinh đấy, mấy tí tuổi đi làm baby. Đừng hòng bước chân vào nhà tôi, còn giờ cút ra ngoài đi. Trời ơi, mình thực sự sốc luôn mọi người. Chuyện người yêu là sugar baby chưa đủ hay sao, mà còn thêm chuyện gia đình mình không mấy bình yên như vậy nữa. Mình chạy đi trước để tránh thị phi. Lần đầu tiên, mình biết cái cảm giác đau đến không thở được là như thế nào. Một lúc đón nhận hai cú sốc, thật sự hơi quá sức với mình. Sau hai tuần suy nghĩ thấu đáo, thì mình đã quyết định chia tay với Hồng. Nhưng mẹ em ấy khiến mình thật sự đáng sợ khi còn đe dọa lại nè. Em không biết anh đã biết chuyện gì, nhưng mà em sẽ không từ bỏ anh đâu. Em sẽ chọn anh làm chồng, thì đừng Hồng em từ bỏ. Hóa ra, đây mới là bộ mặt thật của Hồng. Đây mới chính là con người của cô ấy mình nghe em nói xong mà chết lặng Mình trao cho em con tim Còn em trao cho mình cứu lừa Kèm theo cái sự đeo bám dai dẳng Em đã tạo một vỏ bọc quá tốt để đến với mình Bây giờ muốn thoát ra cũng khó Mình thấy bức bối và khó chịu quá Làm cách nào để kết thúc với Hồng trong em đẹp đây Mình vẫn còn muốn chửi cho mấy một đường lui trong im lặng Nhưng mà có vẻ mấy kiên quyết Muốn làm to chuyện lên thì phải các cao nhân chỉ mình cách trị những người hai mặt như thế này với ạ à. Đến giây phút này mình chẳng còn yêu thương gì em nữa cả Chỉ muốn giải quyết chuyện cho xong thôi Chị ơi em có thể làm bạn trai của chị không ạ à? Sống hơn 30 năm chắc đây là câu tỏ tình sốc nhất mà tôi từng được nhận. Tôi năm nay đã 32 tuổi, có công việc ổn định, kiếm tiền cũng gọi là có của ăn của để, đã có nhà và xe riêng của bản thân. Tôi được những thứ này thì cũng nhờ có bố mẹ giúp đỡ đằng sau nữa, chứ không hề một mình. Trước đó tôi đã trải qua khá là nhiều mối tình, mối tình chia tay gần nhất chắc được 8 tháng rồi. Bọn tôi yêu nhau được 4 năm, nghĩ là sẽ cưới nhau vì tuổi hai đứa cũng không còn trẻ. Ai mà ngờ anh phản bội tôi, cưới cô gái trẻ trung hơn. Đúng là không thể lường trước được mà. Thời điểm ấy, tôi suy sụp kinh khủng, nhưng may mắn được gia đình và bạn bè bên cạnh nên tôi cũng đỡ phần nào. Sau tình yêu này, tôi cũng lười yêu đương, cảm giác đi kiếm tiền còn vui hơn, cứ nghĩ bản thân sẽ không gặp được tình yêu nào nữa. Cho đến khi chàng trai bé hơn tôi 6 tuổi xuất hiện, nó là em của đồng nghiệp thân thiết tên Hưng. Lần đầu bọn tôi gặp mặt là lúc đến nhà đồng nghiệp chơi, Tôi có nghe bảo em ấy mới đi bên nước ngoài về du học từ cấp 3 cũng ưu tú. Khi nhìn thấy em tôi, tôi cảm thấy khá choáng ngợp. Không nghĩ cậu thanh niên trước mặt lại có thể đẹp trai đúng gu tôi như vậy. Vừa cao, nụ cười tỏa nắng, mắt đen có mị lực, chắc là phải tốn gái lắm, nhưng cũng chỉ là gu thời thanh xuân thôi. Bây giờ ai cũng phải đổi gu tôi cũng không muốn dây vào các em trai làm gì cho mệt cái thân ra bây giờ các em trai đều là cờ đỏ di động đã vậy nhìn thằng bé như này lại chả có nhiều gái theo tuổi già sức yếu tôi không muốn đua đòi tôi nhạy cảm thấy được từ khi tôi đến em cứ luôn nhìn chằm chằm tôi tôi đi lấy nước em cũng tìm việc gì đó gần tôi để làm biết vậy tôi cũng vợ uống nước thật chậm xem thằng bé chủ động như nào đúng là trai trẻ đã nhắm thì chớp lấy thời cơ thằng bé lại gần tôi rồi tỏ ra thân thiết Em đã nghe chị em kể về chị Đợt này đi về em tính sẽ làm ở chỗ công ty chị đó Có gì mong chị giúp đỡ em nha Tôi cũng khách sáo cười Tất nhiên là người quen cả mà Chị sẽ khiếu cố em Không ngừng ở đó Hưng nói tiếp Nhìn chị đẹp như này chắc có người yêu rồi hả chị Tôi cười nhẹ đáp thản nhiên Không chắc là họ không thích người nhiều tuổi Hưng nghe tôi nói xong thì phản ứng rõ gây gắt Ai nói chị vậy Người như chị mọi người càng thích đó chứ Vừa xinh đẹp vừa độc lập Người nào không cưới chị là bọn nó ngu ngốc quá rồi. Không biết có phải lời thật lòng từ em không? Nhưng mà nghe em nói, tôi tự nhiên cũng cảm thấy vui. Đúng là phụ nữ thích yêu bàn tay mà. Sau hôm ấy, Hưng bắt đầu hỏi thăm bữa ăn giấc ngủ, rồi còn tận tình đưa đón tôi đi về nữa. Tôi có ngại ngùng từ chối, nhưng không bao giờ em nghe lời. Hôm sau em có rủ tôi đi công viên, nhưng tôi ngại vì tôi có phải trẻ con nữa đâu. Nhưng Hưng lại năn nỉ bảo là em muốn đi công viên một lần, vì hồi nhỏ chưa đi ở nhà lần nào thế là tôi cũng bất lực như chị gái chịu em trai chứ không hề có ý gì nha đến công viên em kéo tôi đi chơi đủ trò dù miệng tôi bảo không thích nhưng trong lòng tôi lại rất vui cảm giác ở bên cạnh em tôi mới trải nghiệm được nhiều thứ mà tuổi trẻ tôi chưa từng được thử đi chơi về bọn tôi có ghé qua một quán ăn đêm vì ngồi đối diện nhau nên tôi có phần xấu hổ tôi đang ngồi ăn rất bình thường thì em cứ nhìn tôi bằng ánh mắt thâm tình khiến tôi bối rối nói em không đói à đừng có nhìn chị nữa Hưng cười rồi lấy tay lau phần sốt dính miệng của tôi Nhìn chị ăn là em đã thấy no rồi Tự nhiên trái tim người già của tôi Đập nhanh hơn bình thường Tôi ho khan che giấu xấu hổ trách Em cứ như này chị còn tưởng là em thích chị đó Hưng trố mắt nói Em tưởng là em đã thể hiện bản thân thích chị rõ ràng lắm rồi Chị không nhận ra hả Rồi thôi Biết là vậy nhưng tôi toàn giả ngu không à Giờ em cứ nói ra trực tiếp vậy Tôi bối rối không thôi Tối đó tôi cứ trằn trọc không ngủ được vì câu nói ấy của em. Chẳng lẽ tôi lại đi thích một cậu bé, tôi mới quyết tâm không dính líu tình yêu mà giờ còn mất ngủ vì một người bé hơn mình 6 tuổi. Càng nghĩ tôi càng khó chịu, thế là tôi tránh mặt hưng hơn một tuần. Dù cậu ấy tìm tôi hay nhắn tin tôi đều bơ mà trốn vì thật sự tôi ngại lắm. Không biết đối mặt với tình cảm với Hưng như thế nào Đồng nghiệp tôi chắc biết vấn đề Nên có nói bà tránh được một hai tuần nhưng không có tránh được cả đời đâu đấy như nào tôi cũng ủng hộ hai người nghe đồng nghiệp nói tôi chỉ biết gục đầu dưới bàn mà gào thét cả ngày cố gắng làm hết giấy tờ tỏ ra bận rộn nên người lã hẳn đang tính vào nhà thì thấy một cái bóng ở trước cửa lại gần tôi mới ngỡ ngàng thì ra là hưng tôi còn tính chạy thì hưng thấy tôi trước rồi đứng trước mặt tôi buồn bã nói chị thật sự muốn trốn em đến khi nào ạ à? em xin lỗi vì đã nói thật cảm xúc của mình nhưng em thật sự nghiêm túc với chị Hương nhìn thẳng vào mắt tôi. Đây là lần đầu tôi nhìn vào mắt Hương lâu như vậy. Cảm giác bị thôi miên cuốn vào vậy. Tôi lý nhí nói, tại chỉ cần thời gian sắp xếp cảm xúc của bản thân thôi. Chị cũng không muốn trốn tránh như này. Tự nhiên chị thấy em còn trưởng thành hơn chị ấy chứ. Hương chạm vào tóc tôi rồi nghiêm túc nói. Bọn mình cũng quen nhau lâu lắm rồi. Em cũng không phải là thích đùa giỡn tình cảm của người khác. Khi nghe câu chuyện về chị từ chị của em, khi em nhìn thấy chị bằng da bằng thịt, là em đã xác định chị sẽ là bạn đời của em chị cho em làm bạn trai chị nha em sẽ chứng minh cho chị thấy chị không trao trái tim nhầm người đâu dù bản thân đã tự hứa không đem tin vào miệng lưỡi đàn ông nhưng không hiểu sao tôi lại muốn tin lời hưng nói không sao em ấy cũng đáng để tôi đầu tư mà thế là tôi gật đầu đồng ý trong sự vỡ òa à của hưng bật mí với các bạn là cuối năm bọn tôi cưới nhau đúng là người đàn ông tôi tin tưởng, nói được làm được, dù bé tuổi hơn mà hương chiều tôi hơn công chúa, khiến tôi hạnh phúc chết mất, nhã vía cho các phi công tán được các chị đẹp của đời mình nha. Hồi đó quen nhau nửa năm thì tôi và chồng kết hôn, hồi đầu chúng tôi sống chung với cha mẹ chồng, hai người bảo gì thì chúng tôi phải nghe nấy, trong lòng tôi có vô vàng điều bức bối không thể giải tỏa. Có lẽ nhận ra sự không thoải mái của mẹ chồng nàng dâu nên là chồng tôi đã thuê nhà đưa tôi đến sinh sống khi rảnh rỗi thì hai vợ chồng trở về thăm cha mẹ ra ở riêng được một thời gian ngắn ngủi thì cha chồng tôi mất tôi có thai thấy mẹ ở nhà một mình không yên tâm mà tôi cũng không thể thường xuyên đi xe về quê như trước đây nên là tôi chủ động đề nghị mẹ chồng ở chung nhưng lần nào tôi nói thì mẹ cũng gạt phắt với cái lý do là mẹ không có nhà mà phải đi ở thuê một lần chồng tôi về thăm quê mẹ Chẳng biết anh tỷ tê thế nào mà mẹ chồng tôi đã đóng cửa nhà đến thăm cháu. Thái độ của mẹ chồng cũng đặc biệt nhẹ nhàng. Chẳng bao giờ mắng nhiếc tôi như trước đây. Tôi cần gì mẹ chồng đều đáp ứng hết. Có lẽ do tôi mang thai cháu đầu lòng nên là mẹ chồng mới quan tâm đặc biệt như vậy. Thời điểm tôi gần sinh, mẹ chồng lại đột ngột trở về quê khiến tôi hụt hẫng Quen được mẹ chồng chăm sóc rồi, với cả chồng đi làm suốt. Tôi luôn mong mẹ chồng bên cạnh để còn hỗ trợ tôi đi bệnh viện xin em bé. Đến ngày tôi đi đẻ, người đưa tôi đi và chăm sóc tôi hết lòng chính là mẹ đẻ tôi. Còn mẹ chồng khi nghe báo tin vẫn dững dưng, không hề có động thái đến thăm cháu. Tôi sinh đôi hai bé gái, nên một mình mẹ tôi chăm không xuể. Tôi rất muốn mẹ chồng cũng chăm cháu. Thế mà chồng tôi về thăm nhà thì mẹ chồng lại chủ động mang đồ đạc, quà quê đến thăm cháu luôn. Mẹ chồng và mẹ đẻ tôi cũng không hợp tính, nên lâu lâu xảy ra cãi vã trong việc chăm sóc cháu, tôi hơi lo lắng. Nhưng được chồng đứng ra hòa giải nên gia đình vẫn bình an, không có xích mích lớn. Thế nhưng khi con tôi được 6 tháng tuổi, bắt đầu đến tuổi ăn dặm, tập đi, tập nói thì mẹ chồng lại nhất quyết đòi về quê. Hai vợ chồng tôi cố gắng níu kéo nhưng mẹ chồng không chịu. Lẽ ra thời điểm đó tôi chuẩn bị quay lại đi làm, nhưng vì thiếu người phụ chăm sóc con cái nên tôi đành phải nộp đơn xin nghỉ để ở nhà trông con toàn thời gian. Tôi lây hoay với hai đứa bé rồi làm việc nhà mệt không tả được. Nếu không có mẹ đẻ hỗ trợ, chắc là tôi đã đổ gục rồi. Đến khi con tôi được 15 tháng tuổi, mẹ đẻ tôi cũng phải trở về nhà chăm cha tôi, vì ông bệnh nặng không thể tự chăm sóc bản thân được. Lúc này con cũng đã lớn, biết tự vệ sinh cá nhân, tự xúc ăn nên tôi cũng không quá vất vả. Nhưng mà hai đứa bé nhoi nhoi khiến tôi muốn xì chết, chỉ ước có ai đó phụ chăm sóc con thôi. Vào lúc đang rối bời như thế này thì tôi lại mang thai ngoài ý muốn. Kinh tế gia đình không có nhiều vì chỉ có một mình chồng đi làm, con cái vẫn còn nhỏ khiến tôi rất lo lắng. Hơn nữa chồng tôi là công chức nhà nước, việc sinh con thứ ba cũng nhạy cảm. Nhưng con cái là lọc trời cho nên chúng tôi quyết định sẽ sinh con. Lần này tôi và chồng đều gọi điện năn nỉ mẹ chồng đến phụ giúp nhưng đáp lại luôn là sự từ chối thẳng thừng. Hiện tại tôi đang bầu tháng cuối, sắp sinh đến nơi rồi. Nhờ vả qua điện thoại mãi không được, tôi chợt nhớ ra là những lần trước chồng tôi phải về tận nhà mới đưa được mẹ lên, nên tôi cũng bắt xe đi về quê. Chồng tôi ngăn cản: "Em sắp sinh rồi, đi xe không ổn đâu. Em nghỉ ở nhà để anh đi." Nhưng lúc đó tôi không đồng ý chồng đã ra mặt nhiều lần rồi giờ đã đến lúc tôi phải tự mình ra mặt khi về đến nhà tôi thấy trong nhà có tiếng cười nói rơm trả của mẹ chồng và bà hàng xóm định đẩy cửa vào thì tôi khựng lại khi nghe mẹ chồng nói sung sướng gì đâu bà ơi mỗi lần thằng quân về nhà đều đưa tôi một khoản tiền nên tôi mới chấp nhận lên thăm con dâu thăm cháu đó ở với con dâu tôi phải nhịn nó như khoai sống mẹ con dâu tôi cũng có mặt ở đó chăm cháu chả khoa học gì mà cứ dành chăm với tôi ăn được mấy đồng bạc mà muốn tổn thọ lần này thằng quân chả đưa đồng nào tôi cũng chả giúp vợ chồng nó nữa choáng váng khi nghe được bí mật của mẹ chồng tôi lập tức trời đi luôn chẳng lẽ việc chăm sóc con cháu trong nhà lại đông đếm bằng tiền như vậy trên đường đi ô tô trở về tôi chợt nghĩ khoản tiền mà chồng đưa cho mẹ ở đâu ra trong đầu tôi chợt lóe lên ý nghĩ của sổ tiết kiệm của cả hai vợ chồng chúng tôi đã dành dụm để sau này mua nhà ở vậy là tôi đến ngân hàng kiểm tra luôn không nằm ngoài dự đoán chồng tôi đã trút sổ tiết kiệm từ lâu rồi vậy là anh đã dùng tiền của hai vợ chồng để thuê mẹ đẻ anh chăm sóc tôi và con anh nhưng lại không nói một lời nào với tôi nếu biết trước chuyện này tôi thà đi thuê ưu xin bên ngoài còn hơn là nhờ vả vào mẹ chồng xét giờ lạ quá mọi người ạ à. mình đang làm quản lý phòng truyền thông của một công ty khá là có tiếng nên là quanh mình á, ngoài vài người cũng tầm tuổi sinh năm 96 Thì còn có vài em thực tập sinh Gen Z Vài tháng trước, có một cô em nhân viên tên là Quỳnh Sinh năm 2K2, đang học năm cuối Mới vào thực tập ở vị trí con tên của bộ phận mình Ban đầu mới vào, nói thật thì mình cũng hơi coi thường con bé Mình còn nghĩ chắc con này con ông cháu cha của sếp thôi Quỳnh đi làm mà như đi diễn thời trang vậy Mỗi ngày con bé diện một bộ đồ khác nhau Phong thái đi làm cũng đúng đỉnh chả bao giờ thấy vội vàng nhiệt huyết gì hết đi làm mà hôm nào quỳnh cũng trang điểm kỹ càng tóc uốn lọn xịt nước hoa thơm phức con bé như một làn gió mới thổi vào công ty của mình bởi vậy mà phòng của bao nhiêu anh em ấy vợ anh em nào anh em nấy cũng mê tít quỳnh bàn làm việc của con bé không đầy ắp bánh ăn sáng thì là trà sữa cà phê nó bê giấy tờ đi làm gì cũng có một anh đi theo bê giúp hội chị em bà cô già bọn mình ghét nó ra mặt luôn nhưng mà con bé này làm được việc thật tuy là người mới nhưng mà mình giao bao nhiêu việc nó cũng giải quyết rất nhanh gọn đề xuất rủi ro làm cũng tốt báo cáo lúc nào cũng nộp trước kỳ hạn con tên em ấy viết ra cũng rất sáng tạo bắt kịp trend nên là kênh truyền thông kênh nào cũng được đề xuất thu về nhiều doanh thu lắm vào làm được chừng hơn một tháng thì đột nhiên thì đột nhiên quỳnh xin mình cho nghỉ hẳn một tuần phòng mình làm việc khá là thoải mái về thời gian nhưng mà nghỉ dài quá cũng có vấn đề mình liền hỏi nó lý do Ủa Quỳnh em xin nghỉ gần một tuần đi Đà Nẵng hay là Phú Quốc mà là nghỉ giữ vậy em à Dạ không phải đâu ạ em đi New South Wales cụ thể là Canberra chị ạ Ủa ra ra là ra đâu à Dạ ý em là Australia đó chị Trời ơi nói nghe mà tôi tỉnh lại liền Nhân viên thực tập của mình tự dưng lại đi Úc làm gì vậy Mình liền hỏi nó tiếp Xin nghỉ phải có lý do Lý do chính đáng của em là cái gì Dạ em có nói với bố mẹ Là em mới đi thực tập Không được nghỉ nhiều đến vậy Nhưng mà bố mẹ em cứ bắt em phải đi á. Nếu không là bắt em nghỉ làm luôn ạ Quỳnh vừa nói vừa méo máu Mình á, mình khá lo cho con bé Không lẽ nó phải đi nước ngoài Để xuất khẩu lao động hay sao mình nhìn nó đâu có vẻ nghèo lắm đâu thế em sang đó làm gì mà đi chưa tới một tuần em cũng không dám nghỉ nhiều vì công ty không cho phép ạ nhưng mà dù sao đợt đi học em cũng có đi rồi giờ em chỉ qua canberra để mừng đầy tháng con anh trai em thôi rồi em lại về ngay chị cho em nghỉ nha chị mình cũng duyệt ơn xin nghỉ cho quỳnh mình tò mò lại hỏi thêm Ủa em là rich kid mà đi làm làm gì cho nó tha rợt vậy? Nghe mình nói xong thì mặt Quỳnh nó ngớ ra Mình đang giải thích ý câu vừa rồi Tưởng nhà giàu mà học tiếng Anh dở ấy Con bé mới gật gù nói À em không có rich gì đâu chị Bố mẹ em á, bảo em đi làm thêm để lấy experience Về còn điều hành company của bố em Với tiếng Anh em cũng không có học Vì nó là tiếng mẹ đẻ của em ạ Tại mẹ em là người Mỹ á chị Ừ rồi thôi làm tiếp đi Mà tiền về máy bay khứ hồi Chắc là cũng mắc lắm hả À cũng không mắc lắm đâu ạ Em cũng săn được giá rẻ Nên là giá về cũng hơn 30 triệu thôi ạ Mình nghe mà sốc phát nữa Nó mua mỗi cái vé máy bay Đi chơi đầy tháng Bằng hai tháng lông của mình luôn rồi Hai chị em nói chuyện một chút Thì nó xin ra ngoài mua trà sữa mình cũng ok cho nó đi Trời mưa định bảo nó lấy cái áo mưa Trong xe máy của mình mà mang Ai về? Quỳnh đứng ngay giữa sân Tít còi con ô tô Volvo S90 LWB to đoành Bảo sao á thắc mắc mãi Con xe đẹp này là của ai Ra là của con Quỳnh bên mình Bình thường á, con bé đi SH Mình cũng không để ý cho lắm Một lúc sau Quỳnh về với Một tay toàn trà sữa Nó bảo là hôm sau nghỉ Nên là hôm nay mời mọi người mà chả sợ ở đây các bạn biết là gì không Starbucks đó lại còn toàn sai to nhất tự dưng giờ mình lại thấy có nhân viên Gen Z cũng không tệ lắm mọi người ạ thì thấy cũng cu ti cũng ổn nha mọi người em có một câu chuyện cũng khá là đáng buồn đó mọi người chỉ xé một chút nữa thôi là em đã thành người thứ ba rồi chuyện là em có thích một bạn nam tên là Hoàng từ khá là lâu rồi em thích bạn ấy mọi người trong lớp ai cũng biết Hoàng thì học khác lớp em nên chắc cậu ấy không hề biết là em Chris cậu. Cũng như mọi hôm, em và ba bạn nữ khác cùng lớp ra sân, coi các bạn nam đánh bóng chuyền trong đó có bạn Hoàng nữa cơ. Hôm nay em cũng đã chuẩn bị sẵn quà, định bụng sẽ tặng cho Hoàng và tỏ tình. Tuy nhiên một xíu lại có cả Ngọc ra xem đánh bóng nữa. Ngọc thì học cùng lớp với bạn Hoàng, mà bạn Ngọc đấy cũng là bạn của em nữa. Lúc mà chơi bóng chuyền ấy, em có để ý là bạn Hoàng hay nhìn ở chỗ tụi em bỗng nhiên linh tính em mách bảo Ngọc và Hoàng có thích nhau. Em hỏi Ngọc thì Ngọc cũng khai thật là có thích Hoàng. Em tiếp tục hỏi dò là Hoàng có thích Ngọc không? Thì Ngọc thành thật trả lời là có. Vì Hoàng cũng nhiều lần bày tỏ tình cảm với Ngọc rồi, nhưng vì vẫn còn mập mờ, chưa công khai, nên không tiện nói ra với ai cả. Trời ơi, lúc đó em như chết lặng đi không biết nên nói gì tiếp. Ai mà nghĩ người mình thích bấy lâu nay lại đi thích bạn của mình em cũng âm thầm cất đi món quà định tỏ tình và quay xe ủng hộ hai bạn em đau lòng lắm chứ nhưng nghĩ là cũng may là em chưa trở thành người thứ ba xen vào họ thế rồi chuyện chris và bạn mình thích nhau càng thêm đau khi từ lúc ngọc và hoàng yêu nhau họ suốt ngày phát cơm chó cho em ăn ngập mồm chắc vì cả ngọc và hoàng đều không biết là em từng chris hoàng nên có chuyện gì ngọc cũng kể em nghe nào là cái nắm tay đầu tiên đầy ngượng ngùng nhưng cũng vô cùng ấm áp nào là những tin nhắn quan tâm những lần đi chơi vui vẻ bên nhau ngọc còn cuồng người yêu đến mức lúc nào cũng khoe người yêu với em được triết rồi đoạn chat của em và ngọc đều là ngọc nhắc về hoàng nào là anh người yêu tao tặng tao cả thỏi sô cô la mày ạ à. ngọt ngào quá khi thì eo ơi anh người yêu tao đánh bóng chuyện nhìn chất ghê không chỉ có ngọc phát cơm chó cho em mà dần cả hoàng cũng vậy mấy lần họ giận nhau hoàng lại tìm đến em để nhờ em năng nỉ ngọc em cũng đồng ý giúp hoàng em và hoàng dần trở nên thân thiết vâng em đã có cơ hội thân thiết với chris của mình nhưng mà với tư cách là bạn thân của người yêu hoàng mới đâu chứ sau khi thân thiết hơn hoàng đôi lúc cũng làm em đau tim khi gửi những tin nhắn khen ngọc như ôi em ngọc người yêu của hoàng dễ thương cực đã thế còn rất là xinh hoàng còn hẹn em đi riêng với hoàng nhưng không phải là đi chơi mà là đi chọn quà cho ngọc ôi em phải sống sao với vai nữ phụ này đây còn phải ăn cơm chó của người mình từng thích và bản thân mình đến khi nào đây? Em buồn lắm. Nhưng thôi vẫn chúc hai người hạnh phúc. Chắc em phải mau chóng quên đi mối tình đơn phương này và chữa lành trái tim bằng một tình yêu ấm áp khác thôi. Hy vọng sớm có anh chàng đẹp trai nào đến để kết thúc sự độc thân của em. Năm nay mình mới 23 tuổi nhưng chưa yêu ai. Gia đình mình bắt đầu thấy lo lắng. Cả nhà hãy ai có mối gì uy tín là giới thiệu liền cho mình luôn kể cả ông anh họ. Anh họ mình hơn mình 5 tuổi, nên rất chăm làm mối cho cô em gái duy nhất họ là mình. Khổ ông ấy là mình lại hay làm bể kèo, nên tới giờ vẫn chả là nguyệt lão thành công. Mới gần đây, ông anh mình lại giới thiệu người bạn thân, còn nhắc nhở, thằng bạn anh thật thà, thẳng thắn tử tế mà lại tốt bụng lắm, nên mày liệu liệu đừng để người ta chạy mất đấy. Vâng, anh cứ yên tâm, em có làm gì mà để người ta chạy mất đâu anh. Vậy là mình gật gù đồng ý quả như lời quảng cáo anh mình không hề nói quá chút nào anh bạn tên long mặt mũi sáng sủa như gương đúng kiểu nam tính mà lại dễ thương lắm luôn chúng mình nói chuyện khá hợp nhau nhắn tin từ sáng tới tối luôn mà không thấy chán nhưng người tính không bằng trời tính tự dưng được hơn tuần thì anh ít nhắn tin hẳn càng ngày càng thưa rồi mất tích luôn mình thấy lạ lắm ngọt ngào đến mấy cũng tan thành mây đành hỏi dò ông anh họ nhờ ông anh nghe ngóng giùm anh ơi, anh hỏi hộ em anh Long với, chả hiểu sao anh ấy tự dưng không nói chuyện với em nữa. Mày lại làm gì để người ta chạy mất rồi, ta đã bảo đừng có phá mà Trang. Em nói chuyện bình thường mà, có làm gì quá trớn để mất lòng anh ấy đâu. Anh thăm dò hộ em với, em thích nói chuyện với anh ấy lắm. Tuổi hôm đó sau khi ông anh mình hỏi thăm xong, về gọi điện cười ha hả trong điện thoại nói Anh thăm dò hộ mày rồi, con quỷ con, sao mày lại nói với người ta là đang nuôi ba con, ngày ngày phải cho nó ăn, uống nước, tắm rửa cho nó. Nó tưởng mày là single mom Anh lừa nó để bẫy nó cho mày Nó còn tính trách anh kìa Nó thì bảo thích mày Muốn hẹn gặp Mà nghe 22 tuổi ba đứa con Thì ai chả sợ chạy mất dép hả con quỷ này Ôi thế á Em quên không bảo ba đứa con của em là một con chó với hai con mèo Nhưng mà em thương chúng nó như con của em mà Tao biết đâu Mày nói thế với người ta vậy ai mà không hiểu lầm Liệu liệu mà nhắn lại giải thích cho người ta đi Cái này anh mày không có bên nổi đâu ạ à. Đúng là ế theo năng lực mà mình cười lăn bò ra vì lý do mất tích của long đúng là từ khi nuôi chúng nó thì bị hiểu nhầm nhiều thiệt nhiều khi mình giặt phơi quần áo của mấy đứa con mình mà hàng xóm đồn mình trai gái có bầu rồi đẻ chui đồn tới tận tay bố mẹ mình dưới quê để cả nhà dắt nhau lên bắt quả tang nữa mà biết hiểu lầm nên mình chủ động nhắn tin cho long để giải thích cả hai lại cười lăn cười bò rồi lại nói chuyện như bình thường sau đó long hẹn hò mình luôn mình gặp anh ở ngoài cũng ga lăng vui tính tinh tế y như lúc nói chuyện vậy đó sau một thời gian đi chơi nói chuyện hẹn hò chúng mình cũng chính thức quen nhau anh yêu thương quan tâm mình nhiều lắm luôn đặc biệt là từ đó mình không phải là single mom nữa các con mình có thêm một người bố cưng chúng nó như vàng luôn á mọi người cho em hỏi mọi người ở đây có ai đã từng thích thầm thầy giáo hay cô giáo của mình chưa Em là nữ nhưng tính cách khá giống con trai, em cũng thuộc dạng ưa nhìn và học cũng rất là ổn áp, có thể nói là con nhà người ta rồi. Hồi năm lớp 10 em được xếp vào lớp A1 là lớp chọn của khối. Mới đầu vào năm em cũng khá là lo sợ vì thường A1 sẽ là những thầy cô khó dạy, em thì lại thích những thầy cô hiền. Vài tuần đầu học thì em thấy các thầy cô giáo rất hiền, nhưng đó là đối với môn phụ, còn môn chính thì không hề nha mọi người. Trong số các thầy cô dạy môn phụ cho em thì em có để ý đến một thầy. Thầy ấy dạy môn tin cho lớp em, thầy khá ưa nhìn, không thấp cũng không cao. Da thầy hơi ngâm và nhìn thầy đâu đó tầm ba mươi mấy tuổi. Mới đầu khi học thầy em cũng thấy bình thường như mọi thầy cô khác, không có ấn tượng gì đặc biệt. Điều làm em chú ý đến thầy nhiều hơn đó là vì tính thầy khá hiền thầy dạy khá dễ hiểu, cho bài tập rất ít và viết bài cũng ít nốt. Mỗi tuần học thì môn tin sẽ có 2 tiết trong tuần. Tùy theo nội dung học mà thầy sẽ cho học tại lớp hoặc lên phòng tin để thực hành. Và lớp em thì có một cái đặc điểm là rất ồn. Dù là lớp chọn nhưng ồn nhất khối. Mỗi lần tới tiết thầy là bao ồn. Vì thầy rất hiền, nhắc nhở xong cũng quay lên. Học thầy thì khỏi lo chuyện thấp điểm hay vô sổ đầu bài. Nãy giờ kể lan mang hơi nhiều, giờ quay lại câu chuyện chính nha. Có thể nói em bắt đầu để ý và có hơi thích thầy từ giữa học kỳ 1. Những lần học tiếc thầy em có lén nhìn thầy. Những lần như thế em thấy thầy cũng nhìn em. Vài lần em nghĩ chắc là vô tình, nhưng càng để ý em lại càng có cảm giác như thầy cố tình nhìn em. Một lần khác khi đang học trên lớp, thầy có hỏi một số câu hỏi trong sách giáo khoa và các bạn bắt đầu giơ tay trả lời. Em là một đứa rất lười giơ tay dù biết kết quả. Lúc đó em thấy thầy Đảo mắt nhìn những bạn đang giơ tay một vòng. Thầy nhìn lâu lắm nhưng vẫn chưa chọn được bạn nào. Em thấy mắt thầy đã dừng lại chỗ một bạn kia, lúc đó em mới giơ tay lên thì em giật mình vì thấy thầy liếc nhìn em rồi chọn em trả lời. Em không biết sao lúc đó em lại mỉm cười nữa. Từ lúc đó em bắt đầu cảm thấy cảm nắng thầy. Càng học thầy lâu em cảm thấy thầy khá lạnh lùng ít nói, trừ những lúc giảng bài còn lại thầy rất ít nói chuyện với học sinh nhưng ẩn sâu bên trong lại là một người rất vui tính. Em có nhớ có lần thực hành tin, lúc đó thầy sẽ gọi tên và người được gọi tên sẽ vào bàn máy tính là thực hành. Lúc em vào thực hành thì cũng không có gì xảy ra, nhưng vì em không trành máy tính và em bấm máy tính khá chậm nên làm khá lâu. Bình thường mọi người sẽ có 15 phút để làm mà thầy sẽ xuống chấm điểm. Em làm khá chậm nên lúc gần xong thì thầy xuống, em bị hoảng, còn sợ là sẽ bị điểm thấp thầy tới nhìn em rồi nhìn vào máy tính hỏi em làm xong chưa em lắc đầu bảo còn tí nữa ạ à. thì thầy không nói gì mà đi qua chỗ bạn kế bên em chấm điểm dù bạn kế bên em chưa làm xong nhiều lúc em có cảm giác thầy cũng để ý em á thầy đối xử với em khác với mọi người lắm không biết từ bao giờ em lại chủ động em làm đủ trò mèo để thầy chú ý ví dụ như mỗi khi mà tan tiết thầy trên phòng tin em giả bộ đứng lâu lâu tí giả bộ gắn dép này nọ để chờ mấy đứa bạn về gần hết thì em sẽ đi về lớp chung đường với thầy vì thầy thường hay về cuối trong lớp em hay nói chuyện với bạn để thầy nhắc nhở rồi lâu lâu thì quơ tay quơ chân múa may quay cuộn để thầy chú ý mỗi ngày em luôn chờ đợi đến tiếc thầy mỗi lần như vậy em hào hứng lắm có hôm thầy bị sao đó mà không dạy được hôm đó em chán chả muốn học gì có lần mấy bạn thắc mắc về bài của môn tin bảo lớp trưởng hỏi thầy thử thì lớp trưởng cũng đùng đẩy thì em xung phong xin số điện thoại zalo thầy rồi hỏi Em cũng cơ hội lắm mọi người Mọi chuyện cứ thế trôi qua cho đến khi em biết Facebook của thầy Em cũng kết bạn như bình thường Tụi em kiểm tra Facebook thầy như nào thì em thấy thầy đã có gia đình Theo như em biết thì thầy có hai bé và vợ thầy là giáo viên Em nghĩ cũng phải Người như thầy có vợ là đúng rồi Lúc biết em cũng có chút buồn và hụt hẫng Nhưng sau hồi suy nghĩ em nghĩ có lẽ là mình nên dừng lại ở mức quý thầy thôi dù gì thì thầy cũng có gia đình rồi dù sao thầy và câu chuyện cảm nắng thời học sinh này vẫn là một phần kỷ niệm đáng nhớ của em cảm ơn mọi người đã lắng nghe chúc các bạn một ngày vui vẻ ạ